Được truyền lửa từ đam mê của cha, anh Lê Nguyên Trường ở xã An Điền, thị xã Bến Cát, đang tiếp tục tạo ra hàng trăm tác phẩm nghệ thuật từ cây cảnh để theo chân người đi đến nhiều nơi trong và ngoài tỉnh. Trên diện tích vườn 6 hecta, anh đầu tư chăm sóc, tạo dáng nhiều loại cây cảnh như thiên tuế, vạn niên tùng, mai chiếu thủy, lộc vườn, kim quýt, linh sam, nguyệt quế, cần thăng và các loại kiện lá. Mỗi cây cảnh với anh đều là một tác phẩm nghệ thuật, nên khi tạo dáng cho cây, anh đều thể hiện nét thẩm mỹ với nhiều sáng tạo cho từng dáng cây, loại cây. Không chỉ thỏa đam mê, mô hình này còn đem lại nguồn kinh tế khá cho gia đình bởi với nhiều cây có dáng độc đáo sẽ có giá trị từ vài chục đến vài trăm triệu đồng. Để muốn một cái cây kiện có giá trị thứ là mình phải biết tạo dáng nó, mình biết phải biết chăm sóc nó, rồi tạo dáng nó thường xuyên theo thời gian để cho cái cây nó đạt cái 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 dáng cho nó chuẩn mực về cái khí cạnh bonsai để cho nó có giá trị. Vừa thỏa niềm đam mê, vừa để phát huy giá trị tối ưu của hoa lan, chị Thạch Thị Kim Hoa ở xã Minh Thành, huyện Dầu Tiến, chuyên trồng lan chậu theo mô hình thiết kế tác phẩm. Với hướng đi này, chị có sự chọn lọc tỉ mỉ kích thước từng gốc lan, chắc chiêu màu sắc và chủng loại hoa lan để tạo nên sự kết hợp tinh tế và cuốn hút ánh nhìn khi kết hợp hoa lan vào cùng một chậu. Chậu lan tạo nên tác phẩm cũng được chọn lựa kỹ càng với các loại chậu nghiêng về nghệ thuật qua 3 năm đầu tư mô hình này, các chậu lan thiết kế đã đến với nhiều gia đình, công ty, khu biệt thự vườn, quán ăn trong và ngoài tỉnh, với số lượng xuất bán từ 500 đến 1.000 chậu lan mỗi tháng, đem lại thu nhập hơn 2 tỷ đồng một năm. Hơn thế, nhiều tác phẩm hoa lan thiết kế đạt giải cao tại các hội thi sinh vật cảnh trong và ngoài tỉnh, tạo nên thương hiệu cho hoa lan Minh Thạnh. Về ưu điểm của lan ghép chậu thì khi ta ghép chậu thiết kế thì thân lan nó nhiều thì chậu lan nó sẽ to hơn nè và nó nhiều thân thì nó sẽ trổ hoa nhiều, chậu tác phẩm nó sẽ đẹp hơn. Hiện nay người chơi càng chú trọng với những cái chậu tác phẩm. Hiện nay ở Bình Dương đã hình thành nhiều vùng sản xuất, sinh vật cảnh đặc thù. Trong đó vùng sản xuất hoa lan tập trung đã đạt tổng diện tích hơn 195 hectare với 135 hộ sản xuất vùng sản xuất hoa mai tập trung đạt hơn 460 ha với 31 hộ, vùng sản xuất bonsai, cây cảnh hơn 117 ha với 34 hộ sản xuất. Những tác phẩm sinh vật cảnh đẹp, độc đáo, sống động được tạo nên từ sự kết hợp tinh tế giữa thiên nhiên và bàn tay con người đã góp phần làm đẹp cho cuộc sống và đem lại kinh tế cao cho nhiều gia đình.